Thưa quý vị thân mến, trong lúc chúng tôi đang ghi hình thì ngoài trời đang mưa rơi. Ở đây có mì ly, ra ngoài cái bậc thềm ngồi mưa ướt ăn mì thì còn nói gì nữa. Sao thảm thế, thích khổ khổ vậy anh? Thì cái vậy nó mới nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Đúng rồi. Trò chơi này có tên gọi là ăn khỏe mau lớn. Chúng ta sẽ được quyền chọn đối thủ. Bên nào ăn trước thì chiến thắng, đội nào trước nhiều lần thì chiến thắng. Vậy thôi. Ở đây có 4 món, có nghĩa là sẽ dư 1 món để cho các bạn lựa chọn cho nó thư thả. Lại anh đâu? Anh chọn em rồi đó. Anh chọn em hả? Đấy, anh chọn em rồi đó. Rồi. Em chọn anh Vinh. Em dám chọn anh sao? Tại vì Lan Ngọc đang muốn ăn bánh chưng. Em muốn ăn dưa hấu. Anh muốn phục thù lúc này. Không muốn ăn cái gì? Ăn bánh chưng. Không em, không không anh. Anh bánh chưng, anh chọn bánh chưng à? Người ta chọn bánh chưng ngược kỳ quá. Quán tô xì, ai bây giờ vậy nè? Thắng người đó có quyền chọn. Đúng rồi, cứ chọn cặp đi. Ai quán tô xì thắng thì được chọn món. Chứ em chưa có tóc bên kia là em chọn. Mời quán tô xì luôn. 3, 2, 1, vô. Em chọn dưa hấu. Rồi. 3, 2, 1, vô. Không cần đẹp nhanh lên. Nâng ơi. Không cần đẹp nhanh, không cần đẹp nhanh. Cố lên anh ơi, cạp hết cho em anh ơi. Trời ơi, trời ơi. Em giỡn với Ngân của anh hả? Trời ơi, khủng khiếp. Trời ơi, ông Diễn đã gần hết rồi. Trời ơi, nhanh lên anh Diễn ơi. Sao? Ngân ơi. Trời ơi, giỏi quá à. Chưa. Ăn chưa thấy cái màu trắng luôn mới được. Dừng lại. Ăn đi Ngân. Sao? Thôi rồi. Lại. Ôi quá hay. Tiếp. Cái gì? À, vậy thôi. Hết quay rồi. Đang quay đó. Trời ơi. Như vậy là vừa rồi khác biệt là ăn rất nhanh và cái phần đỏ hết trước của Thúy Ngân. Cho nên là Việt đã chiến thắng. Tỷ số hiện tại là 1-0 ở lượt đầu tiên. Tiếp theo, Lan Ngọc bước vô. Tại sao anh Luật lại trách né tôi? Em. Tôi không thích đụng em. Không, chị dạ vô với anh Luật đi. Dạ, không, em với anh đi dạ. Em với là Vinh. Không, em với Vinh đi. Ăn sao? Tôi không, với Ngọc. Em với anh Vinh. Em không có quyền lựa chọn. Đúng. Tại sao không quyền lựa chọn? Bên kia chọn rồi, bên đội em chọn rồi. Đúng. Đội em thắng mà. Tù xì. Là sao tù xì? Nếu em thắng là em chơi với anh Vinh. Còn anh Luật thắng là anh Luật chơi với em. Đúng. Quyết tâm với anh ấy. Hai ba. Em đã thua Tiến Lực. Có nghĩa là em phải chơi với Tiến Lực. Dạ. Và em không được chọn món. Mời Tiến Lực. Mì dành cho em. Con gái thích nhất là bánh chưng. Mẹ bánh chưng là sẽ mập nhanh lắm. Cái nào với em nó cũng khó. Tại vì em không thích ăn uống lắm. Mì dành cho em hả dạ? Đúng. Tôi ăn mì. Đang còn nóng. Quy định là ăn hết cái và hấp một nửa nước. Nóng lắm á. Từ từ quá. Từ từ nha, phỏng mở nha. Ê, đi qua đây ăn có gió nè. Qua đây bên này ăn có gió hả? Làm một đũa hết luôn đi anh ấy. Ngon quá, cho xin miếng rồi. Thổi phụ. Ngon quá. Ê, dạ. Thổi dùm thôi. Dạ, ăn dùm rồi. Thổi dùm thôi. Thổi dùm thôi. Không mà thơm thiệt á. Ngon. Rất thơm luôn á. Hồi nãy ăn dưa hấu là Thúy Ngân có gọi là để lại cho đời một phần nhỏ nhỏ nha. Thổi dùm thôi. Các bạn ăn mì gói đừng có để lại cho đời. Để lại cho đời một phần nhỏ nhỏ nha. Anh Lực, anh để một cái hết nữa. Dạ ăn kìa. Dạ ăn kìa, ăn kìa. Chúng ta tưởng tượng cái dưa hấu nó ra thì cái bầu cũng xinh. Cọng mì gói mà anh đi nó được lửa mũi kỳ lắm nha. Cái cọng mì gói nó chảy được lửa mũi kỳ lắm nha. Gán lên anh, sắp được rồi đó, sắp hết rồi đó. Dạ nút kìa. Ê, cái gì vậy ăn kìa. Em ra em coi máy móc như thế nào. Anh có phim ổn không à? Ủi hả? Ngồi đó, ngồi đó, lẹ ra đi Ngọc ơi, Ngọc hết rồi. Nước luôn đi anh. Thôi nuốt nước miếng hoài ta. Đang đói luôn á. Thổi nước đi anh. Rồi, không cần nói nữa, chiến thắng thuộc về Tiến Lực. Trời ơi, phải không vậy? Hay quá anh rồi. Có gì vậy mà cũng thua nữa, ăn hết luôn. Hết nước luôn. Ngon rồi, quá. Cặp cuối cùng, Trương Thế Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Húp hết cái nước mì còn lại. Ăn cái đó xong anh quất cái bình chân gì nữa ngon. Ăn cho người ta làm chi cho thua. Thưa quý vị, bây giờ ta phân tích nè. Còn hai món là bánh chưng và kem. Nhưng Trương Thế Vinh đang bị viêm thanh quản luôn. Mà thanh quản là rất cần cho ca sĩ. Nên chắc chắn
À, bánh chưng cần cho nghệ sĩ hài. À, em thích mỡ á, bên này mỡ ngon. Cấp em luôn. Được chưa? Dạ. Bánh chưng này nó có một trường hợp đã từng xảy ra. Là nếu mắt... nuốt quá nhanh là thở không được. Nghẹt họng á. Tôi đã từng bị rồi. 3, 2, 1, vô. Trời ơi, một nhát một. Từ từ nha Vinh. Dạ. Ba này hấp miếng nước. Lần ký dữ lắm nha. Hấp miếng nước, hấp miếng nước. Không, không, không. Hả? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Hấp miếng nước cho dễ nuốt. Từ từ. Uống đi. Anh cần uống miếng nước không? Cho anh miếng nước luôn đi anh. Cho anh miếng nước đi. Dạ, ui, tặng rồi em ơi. Bỏ vô hết luôn, bỏ vô hết. Ăn hết được tính là sau khi nhai mà nuốt xong nha. Hấp miếng nước đi. Nước hả chị? Uống từ từ. Ghê quá. Dạ, 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 ghê quá dạ. Nhả thằng xíu đi. Thằng xíu đi. Thằng xíu đi. Trời ơi. Rồi ăn luôn đi. Không. Ôi, hấp đi. Chưa tính đâu. Đi lên. Tôi để kiểm tra cái miệng nước mà. Không có. Lâm đi giải thắng Trương Thế Bình. Vì đơn giản người ta nghĩ thộn vô nhiều là mình sẽ nuốt nhanh đâu được. Mình sẽ nhai từ từ thì nuốt nhanh hơn. Sẽ nhẹ, sẽ nhẹ. Đúng rồi. Sẽ nhẹ, sẽ nhẹ. Trời ơi, trời, trời. Sẽ nhẹ thế gì chị? Nghệ sĩ mà sẽ nhẹ, sẽ nhẹ. Bên mình thắng 2 lượt. Trò chơi này mình thắng. Tỷ số hiện tại là 2-1. Vòng tiếp theo, em Thúy Ngân, em Thúy Ngân, em Thúy Ngân. Không, không, không. Mời, mời, mời. 3, 2, 1, vô. Chơi, chơi, chơi. Chơi, 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 chơi. Làm sao làm gì? Làm sao từ từ. Cố lên, cố lên. Làm từ từ thôi. Cố lên, cố lên. Anh Việt anh ở ngoài ném Hà Nội thôi giơ tay. Ném đập em luôn. Ném đập em luôn. Ném đập em luôn. Mì. Cho nó mạo tan. Đợi ăn kem nước mì em nhả cái kinh lắm. Nhả rồi, nhả rồi. Đập em thua giơ tay. Hôm giờ lại đập em thua hay không? Đập em thua hay không? Không thua. Còn lâu lắm. Mời cô em về chỗ anh quậy quậy. Đồng ý, đồng ý thua. Thôi thua chưa? Không em. Như vậy là đội chúng ta thua chung cuộc. Ê rắn luôn á. Lạnh lắm em. Cho em không đổ nước mì vô em quậy lên. Thì đó, gặp em là em ăn gì đó. Thì lát nữa đây chúng tôi sẽ phạt đội thua. Đó là đội các bạn. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Đội thua, hãy nhìn đây. Hãy nhìn đây. À, chúng ta sẽ ăn hết những món trên này. Đào lao. Trẻ lên mặt đó. Đội thua sẽ phải nhăn mặt để lòi những nếp nhăn, và nhiệm vụ của người thắng là làm artist để vẽ vào những nếp nhăn đó. Sử dụng làm gì có nếp nhăn sử dụng cái gì tùy. Có tàn nhẫn quá không? Không đâu ạ. À, vậy thì vẽ tôi không chọn Lan Ngọc. Người ta được quyền chọn mình nha. Người ta chọn mình cái gì vậy thôi. Em chọn cái này. Em chọn em ai sẽ chọn Luật. Rồi mời về đi. Em chọn ai? Dạ còn ai nữa? Em chọn Trương Thế Vinh. Rồi vô. Thưa quý vị, ba người mẫu của chúng tôi đến từ Indonesia, Lào và Cambodia. Bây giờ mời tất cả nhăn. Hãy tìm nếp nhăn mà dễ đi nào. Cái này đâu phải là nhăn. Có nếp nhăn nè. Vô miệng, ăn lẹ, kết lẹ, lẹ. Cái chán, nhướng cái chán lên, nhướng cái chán lên. Trời ơi, Ngọc ơi, cho người ta uống sơn luôn hả? Đâu, anh tự làm nếp nhăn cho em dễ rồi, chán chán. Có, nào, gửi lại nào. Đó, đây đây nha. Đây, đây nè. Ủa vô hả? Để em chùi ra. Ủa, chứ cái này đường này em phải, đường là đường gì? Như thế có tính không? Cái nào không? Sao tính không?
tính hết. Tính cười lại đi. Em cười lại đi, cười lại. Đấy không, tính tính đúng không anh? À thì được, ok. Bên này nữa. Anh lột nhiều nếp nhăn. Nhanh rồi. Cái này anh, em cười lại nào, em cười nữa nào. À, anh lột anh... nhiều quá dễ mệt okay. Luôn á. Khổ dân được luôn. Còn hai đầu lòng nữa. Đừng có chọc em cười, em run. Em nhớ, em nhớ, em nhớ nha, em nhớ nha. Đó, không có chương trình bắt em làm. Nè, nhanh nè. Mặt đi, ngay một chỗ thôi. Trời ơi, lại ngay, lại, 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 lại. Cười nữa đó. Đấy nha, cầm nè. Đây, xong, hết, ăn còn ngay khúc mũi nữa. Dạ, làm gì vậy? Em đang vẽ mặt. Ok. Xong rồi đó. Rồi, mời, mời ba người mẫu ngồi dậy nào. Anh lột giống con quỷ á. Đây là ba siêu mẫu của chúng tôi sau khi được hóa trang. Một phim zombie 2021 đã trở lại. Thổ dân, còn bên kia thổ địa hay gì á. Mặt kỹ á. Nhưng mà nói chung là họ hiền. Trong ba mặt này nhìn là biết nhỏ nào ác nhất liền. Ủa, thì ảnh nhiều nếp nhăn hơn mọi người thì em dễ thôi. Em là đổ màu lên mặt anh Lực cho mọi người thấy rõ. Nhưng anh Lực giống như con Dracula mới hút máu người vậy đó. Mình từ thắng thành thua là do ai nè? Nhưng anh nghĩ kỹ là từ cái dòng đổ màu. Nếu như em ăn kem đàng hoàng là thắng rồi. Sao mà thắng được? Em sợ mập. Đúng. Không phải vì răng em thiệt nên nó ê. Ý chuyện khác nào? Em nói răng khác biệt không thiệt. Răng thiệt đúng không anh? Thiệt luôn. Hôm nay khác biệt đến với chương trình thấy như thế nào? Rất là vui ạ, rất là vui. Rất là nhiều trò chơi hấp dẫn và được gặp anh chị, nói chung là một buổi quay hình rất là tuyệt vời. Vâng, hôm nay cảm ơn tất cả mọi người chơi rất là vui vẻ, thoải mái. Và chúng tôi đã nhận được 18.000 lời yêu cầu rằng là Lan Ngọc hãy tôn trọng tiết lục một tí. Bởi vì dù sao người ta cũng đã lớn tuổi. Cái đây là hành động không phải là vẽ nếp nhăn mà là úp sơn vô mặt. Không nói thế nào luôn Ngọc ơi. Nói sợ rồi, nước nó chảy vô mày. Nói thiệt là hôm nay tụi anh cũng rất vui. Nhưng mà niềm vui nó cần trọn vẹn. Khoan, thưa quý vị, xin quý vị hãy nhớ chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Vô.